có tới hơn 90% là quý vị và các bạn đang dùng loa âm ly không phải là hàng chính hãng. Vision Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn về cái video ngày hôm trước. Cái video hôm trước thì nó cách đây tầm một tuần gì đấy, tôi không nhớ rõ lắm, là tôi có đăng lên cho quý vị và các bạn hai chiếc âm ly. Một chiếc âm ly 203G nguồn giữa và một chiếc âm ly 203XG. Và tôi quay nội thất cho quý vị và các bạn và để cho quý vị và các bạn tự phân biệt xem chiếc âm ly nào nó là chiếc âm ly hàng nhái. Và thì tôi quan sát theo cái bình luận của quý vị và các bạn thì hầu như là 50-50. 50% thì cho là chiếc âm ly 203XG nó là hàng xịn. Còn 50% là cho chiếc âm ly 203G nó là hàng xịn. Và trong cái số bình luận của quý vị và các bạn thì tôi nhận định là có hai người thì người ta phán đoán thì nó có cái cơ sở hơn. Một người là phán đoán là khi nhìn cái nguồn thì nó khác nhau. Và một người có phán đoán là khi nhìn cái chiết áp và nhìn các cái con linh kiện. Thì chúng ta muốn biết nó là hàng xịn hay là hàng nhái thì chúng ta phải phân biệt bằng linh kiện thì nó mới chính xác. Còn chúng ta nhìn bằng cái cảm quan, rồi đánh giá, nghi ngờ, rồi là phán đoán thế nọ thế kia thì là nó không hề chính xác. Và đây là chiếc 203XG. Chiếc âm ly này trong video hôm trước với chiếc âm ly 203G thì chiếc âm ly này nó là chiếc âm ly hàng nhái. Nó là chiếc âm ly hàng nhái và đây là hàng nội địa của Trung Quốc. Cho nên nó có nhập một số linh kiện xịn của Hàn Quốc, nó lắp vào âm ly, cho nên quý vị và các bạn cũng rất khó phân biệt. Nếu như chúng ta nhìn tổng quan cái mặt trước của nó hoặc cái vỏ bên ngoài thì kể cả anh em thợ cũng không thể phát hiện được đâu là âm ly xịn, đâu là âm ly nhái. Cái dòng âm ly này, nếu như dòng âm ly xịn của nó thì nó chạy nguyên một bộ máy của con 203 35 mã. Nó khác mỗi cái bo music là nó không có cái nút bias bên này và nó chuyển sang cái nút bias ở phía bên này. Con 203XG và con 203G nguồn giữa thì bây giờ trên thị trường rất ít người bán. Cái nguyên nhân là người ta lấy cái bo vang echo của nó để người ta độ sang các cái dòng 506 đời 2000, 2001, 2002 về đời 99 người ta bán. Cho nên là cái giá trị con âm ly này người ta chỉ cần mang con vang người ta bán là người ta cũng đã ăn ra được một số tiền rồi. Cho nên là hầu như là con âm ly này nếu còn tồn tại trên thị trường bây giờ thì rất ít. Nếu con nào còn nguyên bản của nó, nếu mà hàng xịn thì giá của nó cũng phải tầm 5 triệu chứ không có ít. Nó tương đương với con 203 35 mã nhưng mà nó rẻ hơn con 203 35 mã tầm 2 triệu đồng. Và đây là chiếc âm ly hàng nhái. Và tôi sẽ bổ nội thất và phân tích lại cho quý vị và các bạn một lần nữa. Về cái tổng quan bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng không có cái gì để phân biệt được đâu là hàng nhái, đâu là hàng xịn. Và cũng lưu ý với quý vị và các bạn, nếu như cái bản nội địa của China thì dùng cũng khá là tốt, nhưng chúng ta phải biết mua. Cái này tôi lắp vào chưa lắp hết ốc, vì tất cả các hàng về tôi đều tháo ra kiểm tra bên mạch xem mối hàn nào nó nứt thì hàn lại. Tất cả các cái mặt hàng này thì kể cả hàng nội địa của Trung Quốc nó dùng rất tốt, bởi vì nó dùng toàn linh kiện cao cấp, nó nhập cả linh kiện của Hàn Quốc. Và trong bình luận trong video trước thì có một vị khách bình luận là con âm ly này là con âm ly hàng nhái với cái lý do là có mấy con chiết áp đã thay vào đây là chiết áp của Việt Nam. Quý vị và các bạn xem lại cái video hôm trước là đúng có mấy con chiết áp của Việt Nam. Vì cái đầu mối người ta nhập hàng về nó hỏng chiết áp là người ta có thay qua vào để người ta tiết sống để người ta bán cho mình. Và tôi cố tình tôi mua con âm ly này về để tôi làm video. Và con âm ly này về nguyên bản của nó thì là nó chạy toàn chiết áp của Hàn Quốc xịn. Nhưng hôm nọ có mấy con nó bị hỏng thì bên đầu mối người ta thay chiết áp của Việt Nam vào. Và hôm nay thì tôi đã tháo cái chiết áp của Việt Nam ra, tôi thay chiết áp bãi của Hàn Quốc xịn vào. Đây chiết áp bãi của Hàn Quốc xịn, quý vị và các bạn nhìn này. Nếu nó không bị mờ chữ là nó như thế này. Còn các con này nó bị mờ chữ.
kể cả những con 203N cao tiền 506, có nhiều con chiết áp nó như thế này, nó xỉn xỉn thế này thôi nhưng mà chiết áp của nó rất là ngon. Các cụ ngày xưa có câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cho nên là quý vị và các bạn đừng có nghĩ là nó xỉn thế này mà là nó không tốt, nó chỉ xỉn cái vỏ bên ngoài thôi, còn cái chất lượng của nó là nằm ở bên trong cái chổi than, tức là cái lớp than và cái lá đồng, cái lá khuyết bên trong. Có một vị khách có bình luận là cái thứ nhất là nhìn nhận là phán đoán là do một hai con chiết áp của Việt Nam nó bị thay, nhưng hôm nay tôi đã thay chiết áp của Hàn Quốc vào rồi. Và cái vị khách đấy bình luận tiếp theo là cái dòng này là IC của nó là IC bản quyền thì nó có xóa. Nó có xóa cái thông số 50195 ở trên này. Thì như cái dòng bản nội địa của Trung Quốc thì tôi đã từng gặp nhiều, nhưng mà có con nó xóa, có con nó không. Còn cái con này thì nó đã xóa, nó xóa cái chữ 50195 trên cái IC này đi. Tức là hàng tàu thì nó có bản quyền riêng của nó, hoặc là nó xóa đi để sau này thằng Hàn Quốc nó có kiện thì thằng tàu nó sẵn sàng nó sẽ bảo là con IC này của ông là IC 50195, còn IC của tôi là nó không có mã số, có nghĩa là nó không giống nhau thì không kiện được. Đấy là cái thứ hai cái vị khách đấy nhận định, có nghĩa là người ta biết nhìn linh kiện, người ta phân biệt linh kiện thì hàng xịn, hàng nhái thì nó mới chuẩn. Và một cái thứ ba nó là vị khách nó có nhìn là vào trên main của nó có in chữ KB. KB màu đỏ là bản quyền của Trung Quốc. Hàng này là bản xuất. Bây giờ tất cả các con TV, các cái máy tính quý vị và các bạn tháo ra thì trên main của nó đều có chữ KB. Là do Trung Quốc làm. Còn cái xòa Toshiba thì nó vẫn là Made in Japan thì không có gì thay đổi. Quý vị và các bạn nhìn tinh thì nhìn con ốc của nó. Những cái này thì quý vị và các bạn rất khó phân biệt. Con ốc của nó thì không phải thợ thì rất khó phân biệt. Cái cáp này của nó với cáp hàng xịn là như nhau, nó nhập của Hàn Quốc, cho nên quý vị và các bạn không thể phân biệt được. Còn có một vị khách thì cho rằng là cái dòng này nó có đa cầu điện, nó chạy điện 110 thì nó là hàng xịn. Cái này hoàn toàn sai. 203G của Hàn Quốc không bao giờ có hai nguồn điện. Đấy là tôi phân tích cho quý vị và các bạn. Và chiếc Amdi này nó là hàng nhái cao cấp của Trung Quốc, chơi cũng khá là tốt. So với hàng xịn thì nó đạt được 9/10. Nếu quý vị và các bạn nào có nhu cầu mua thì tôi sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá là 2.500.000 đồng. Nó chỉ bằng một con Amdi Việt Nam. Nhưng cam kết với quý vị và các bạn là nó chơi rất tốt. Con Amdi này máy móc còn rất đẹp. Linh kiện tụ của nó là tụ của Hàn Quốc xịn 100%. Tụ này với tụ Amdi Hàn Quốc là một. Đây quý vị và các bạn nhìn cái hàng xịn của Trung Quốc, nó nhái cái bản cao cấp của nó nhìn rất là khôn hàng. Tôi sẽ bật blast tôi quay cho nó rõ. Đây tôi bật blast tôi quay cho quý vị và các bạn nhìn nó rõ. Nếu hàng xịn trên main của nó sẽ có chữ DS. Chữ DS của nó bé, nó bé hơn cái này một chút hoặc nó bằng cái này. Còn bây giờ có một loại cái Amli 506 chạy xòa Sanken, người ta đặt hàng ở bên Trung Quốc về người ta lắp ráp, đặt linh kiện đấy, người ta cũng in chữ DS nhưng mà cái DS của nó rất là to. Cái chữ DS của nó rộng tới một phân. Cho nên quý vị và các bạn phải biết phân biệt cái chữ DS như thế nào nó là DS của hàng xịn và như thế nào nó là DS của hàng nhái. Còn để giới thiệu cho quý vị và các bạn phân biệt được 100% thì nó rất khó. Cái này là phải mất nhiều học phí rồi dần dần thì chúng ta mới nhận dạng ra được. Đây quý vị và các bạn nhìn những người chơi Amli Hàn Quốc thì người ta nhìn cái bộ chiết áp này người ta biết ngay nó là chiết áp xịn của Hàn Quốc. Đấy là chiết áp nguyên bản của nó. Và có một vài con nó bị hỏng và tôi đã dùng cái chiết áp bãi để thay vào cho nó về cái hiện trạng nguyên bản của nó. 2.500.000 quý vị và các bạn chơi rất là ok. Nó chỉ bằng cái con Amli Hổ Vồ hoặc con Amli Hòa Nhạc của Việt Nam. Nhưng đây nó là hàng bãi cao cấp của Trung Quốc. Chơi rất là tốt. Đây quý vị và các bạn nhìn cái con IC của nó sẽ không còn số. Cái dấu vòng tròn này vẫn còn, nhưng cái số thì họ mài đi. Đấy là cái bản quyền của Trung Quốc để nó đánh cho nó không giống với hàng của Hàn Quốc để nó tránh bị kiện. Bởi vì cái hàng cao cấp là hàng bản quyền của Trung ương,
nếu mà làm giống như của Hàn Quốc là sẽ bị kiện. Đây là khu vực phía sau. Chiếc Camry này cũng còn khá là đẹp. Cho nên quý vị và các bạn đi mua Camry, cứ bì tị rằng là bên cửa hàng này bán có 3 triệu, bên kia bán 6-7 triệu. Nó có giá trị thực của nó. Chứ không bỗng dưng mà chúng tôi lại bán đắt hơn người khác được tầm đôi 3 triệu một chiếc Camry mà vẫn có người mua. Cái điều đó là không hề đơn giản một chút nào. Bán cho những người biết chơi, chẳng hạn như bán cho hai cái vị khách ở trong video mà đã nhận dạng bằng linh kiện đấy. Chúng tôi bán hàng xịn là chúng tôi chỉ thích bán cho những người như vậy. Không cần phải nói nhiều. Nhìn linh kiện, phán đoán nó ra là hàng xịn hay là hàng nhái. Chứ bán cho các vị khách mà cứ đoán già đoán non hoặc là sang hỏi ý kiến ông hàng xóm thì nó rất là mệt. Không phân biệt được đâu là hàng xịn, đâu là hàng nhái. Quý vị và các bạn lưu ý, hàng bãi xịn không bao giờ có các cái tiêm ở trên này. Không bao giờ có các cái tiêm này. Và cái hàng 203XG và 203G thì các cái nút này của nó thường bị nhiều màu. Nó rất nhiều màu đa dạng ở trên một chiếc Camry. Có thể là người ta phân biệt cái màu này đặc trưng là để vặn cái nốt blank C. Hai cái màu này nó nâu hơn một chút, nó vàng hơn một chút là nó điều chỉnh để ký hiệu của cái nút. Nút Effect và nút Delay, nút nhại đấy. Và như chẳng hạn như con 203 Ba La Mã thì ở cái nút Echo này nó ký hiệu màu vàng, và hai cái nút này nó ký hiệu màu vàng, và hai cái nút điều khiển trái phải này nó lại màu hơi xanh xanh lơ. Cho nên là mỗi một cái dòng Camry nó có nhiều cái nút khác màu nhau, chứ không phải là chúng tôi nhặt nhạnh ở đâu chúng tôi lắp vào đâu. Nó nhiều màu các kiểu khác nhau là như vậy. Quý vị và các bạn mua hàng thì chúng ta phải biết phân biệt linh kiện thì chúng ta mua hàng nó mới chuẩn. Chẳng hạn như cái dòng loa 450C này cũng vậy. Quý vị và các bạn nhìn cái màu nguyên bản của nó nhé. Nó không phải là đen kít mà nó đen hơi nâu nâu cà phê. Đấy, có cửa hàng người ta mông má là người ta sơn nó đen bóng. Cái màng loa cũng bóng. Cái màng loa xịn của nó không bao giờ có màu đen mà nó là màu xanh. Đây, tôi cho quý vị và các bạn nhìn. Cái màu loa xịn của nó, cái màu này sẽ xanh và cái gân của nó đen. Nó đen dạng như thế này, nó đen mốc mốc, chứ nó không phải là nó đen như là sừng trâu. Những cái dòng mà màng loa màu đen là người ta sơn lại màng, hoặc là người ta thay cái màng của Trung Quốc. Cho nên quý vị và các bạn mua cái bì tị giá như hàng đẹp như thế này, bên cửa hàng của tôi đang bán là 5 triệu một đôi. Đây là logo zin, màng loa zin, tiếp zin. Gân này thì thay gân rồi cho quý vị và các bạn rồi. Gân này là bên cửa hàng của tôi đã thay rồi. Gân đắt tiền. Chứ cái dòng loa 450C mà quý vị và các bạn nhìn cái màng nó đen bóng. Cái gân nó đen bóng. Đấy là cái màng đểu. Nó không phải là màng loa xịn. Màng loa xịn nhìn nó như thế này cơ mà. Còn có một số anh em là hỏi tôi rằng là cái dòng loa 450V MK2 nó chạy trùng chép với dòng 252V có đúng hay không? Tôi xin thưa với quý vị và các bạn là cái dòng 252V này là hàng độc quyền của nó. Chỉ có chép của nó lắp vào của nó. Còn dòng 450V MK2 quý vị và các bạn mua không cẩn thận là quý vị và các bạn mua phải cái loại loa là thùng 450V MK2 của Việt Nam sản xuất. Bát và chép là của quân BIK. Bát và chép của BIK nó rất giống bát chép của MK2. Và người ta xóa cái chữ BIK ở trên cái màng loa BIK đây, xong người ta in chữ BMB màu trắng vào đây. Và cái chép BIK nó cũng giống cái chép của con MK2, nhìn nó khá là giống. Nó in cho vài cái chữ lằng nhằng vào đấy. Là quý vị và các bạn rất dễ mua phải con MK2. Thùng thì thùng của Việt Nam, bát chép là của loa bãi BIK. Cái giá của nó tầm hơn 4 triệu đồng. Đây, tôi quay qua cho quý vị nhìn cái màng loa để quý vị và các bạn so sánh với các đơn vị người ta bán. Cái giá rẻ trên cái chất liệu màng nó như thế nào. Chứ không có, chẳng hạn như người ta bán một đôi loa MK2, 450V MK2 có 4 triệu rưỡi. Chúng tôi đang bán 6 triệu 8, 7 triệu.
Làm gì mà chúng tôi đến mức độ mà siêu sao mà giỏi đến như vậy được, lừa làm sao được khách đến cái mức độ đó. Cho nên là quý vị và các bạn mua tiền nào của ý, chúng ta nên chọn những cái đơn vị nào mà có uy tín. Mà uy tín hay không là quý vị và các bạn phải nghe khách hàng đánh giá, chứ còn cũng không nghe cái ông chủ cửa hàng, ông nó phân bua được. Tôi bán thì tôi bảo hàng của tôi tốt, anh A bán thì anh bảo cửa hàng của anh ấy tốt. Quan trọng là những người khách đã mua, người ta đánh giá, hoặc quý vị và các bạn trao đổi với khách hàng. Nhưng còn ông chủ cửa hàng thì quý vị và các bạn có thể nhìn cái phong cách của người ta bán hàng, cái cách người ta nói chuyện với mình khi mua hàng, thì quý vị và các bạn có thể phán đoán được một phần nào. Còn cái quan trọng là phải khách hàng đánh giá về chất lượng là chính xác 100%. Quý vị và các bạn cứ vào cái trang của tôi đấy, thì tôi hay quay, thì có cái số điện thoại tôi công khai luôn, không mấy việc gì phải giấu giếm, công khai số điện thoại của khách hàng để cho khách hàng giao lưu với nhau. Cái video thì cũng khá là dài và chia sẻ cho quý vị và các bạn như vậy. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc âm ly này hoặc là chiếc âm ly 203G, hôm nọ tôi có quay lên chiếc âm ly đấy khá là đẹp. Quý vị và các bạn muốn xem ảnh thì nhắn tin qua Zalo, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem ảnh của chiếc âm ly 203G. Chiếc âm ly đấy nó chạy cái vang màu vàng rơm của con 506N đời 1999. Cái đấy thì không biết ở bên nước ngoài là cái người dùng người ta lấy ở đâu người ta lắp vào, chứ còn nguyên bản ở trong cái con âm ly đấy là nó không có cái vang đấy. Cái vang của nó như con vang ba la mã bình thường thôi. Nhưng mà riêng cái con G nguồn giữa ông nọ thì là cái vang đấy là con vang của đời 1999, con 506, con vang màu vàng rơm. Một lần nữa Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bất chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.